Em cũng không muốn mình làm thước đo của ai cả, bởi vì em biết là cái người mà bị so sánh á, hiện tại em cũng đang hứng chịu cái luồng dư luận đó, có nghĩa là em đang được trải qua hai cái trải nghiệm đó luôn. Một cái người là mình bị so sánh và một cái người là mình là cái thước đo để người khác so sánh. Đó, cho nên là em được trải nghiệm qua hết, cho nên em hiểu được hết cái vị trí mình cảm giác như thế nào, mình biết hết luôn. Và em thứ nhất là em không muốn làm thước đo cho tất cả các bạn nào bằng tuổi em hay là trước lớn hơn em hay là đi sau em, không muốn, tại vì mỗi người có một cái định hướng riêng của mình. Và khi mà các bạn bị so sánh vậy, vô tình vô hình chung là các bạn sẽ có hơi có ác cảm và không thoải mái với em. Và nếu mà nhiều bạn mà không thoải mái, nó sẽ tạo thành một cái năng lượng vô cùng không thoải mái và nó sẽ ập đến em. Em tin vào vũ trụ đó. Đó đó, cái kiểu như vậy, cho nên em nghĩ chuyện đó nó không có hay. Tại vì em đâu có chuẩn, em đâu phải là một cái thước đo thẳng tắp và chuẩn từng cm đâu mà lấy em ra đo làm gì. Còn còn về mà vấn đề so sánh thì là gặp như cơm bữa mà. Đó, kiểu kiểu như vậy, nhưng mà em nghĩ chuyện đó nó không có hay, nó sẽ làm các bạn không dám bung hết cái sức sáng tạo và cái sức mạnh tiềm tàng của các bạn.